Bonsai em Nghĩa xin kính chào quý vị nha. Nay em có trồng một cái cây mai vàng quý vị ơi. Cây này thì hầu như cũng đã được chỉnh sửa từ nhỏ nha quý vị. Có thể là hồi xưa người ta ghép gốc nhớt ngang đây nè ha, còn cái chấn ghép nè quý vị ơi. Đây ha. Cốt sữa mà bự cái này nha quý vị. Cái chi ghép mà bự cái này thì hầu như cũng mấy chục năm trời nha quý vị ơi. Rồi nói chung là hôm nay nói chung em là làm cái clip này là chủ yếu là quay về cách trồng cây ha. Lại quảng bá hai sản phẩm thuốc bên em. Cùng chú anh chị nào ha có nhu cầu cần xài thì cứ liên hệ với em nha. Thì hiện tại thuốc bên em thì mình có thể là khắc phục tình trạng cây xíu nè và cây chậm phát triển nha quý vị. Đây quý vị. Thì nay không đi làm, nay em ở nhà trồng cây quý vị ơi, mới nhập đội cây này ha. Quá lắc này quý vị ơi. Lắc như dáng Bình Định luôn ha. Giáng Bình Định ở đây tức là thường ở ngoài Bình Định thì mấy anh em trồng theo hướng giáng long, long giáng quý vị ơi. Cho nên là lắc và được chỉnh sửa từ nhỏ nha. Nói chung chung quy ra là cây này được chỉnh sửa từ nhỏ, cây khá đẹp quý vị ơi. Thì cây này hiện tại thì em trồng thôi ha, chứ em chưa giao lưu. Hiện tại cây còn đang siêu tầm, ươm lại quý vị ơi. Chủ yếu là quay clip này là trồng cây. Rồi cô chú anh chị nào ha, mấy anh em nào mà có trồng cây thì mình cũng có thể áp dụng làm theo được. Thì đầu tiên ở đây em trồng đất nha, là đầu tiên đắp lên cái mô đất, rồi sau đó tán gạch lên vài lớp quý vị ơi. Giá thể trồng thì em trồng đất cho nên em có kết hợp cho chấu ha, cho chấu với sơ dừa. Em chỉ kết hợp cho chấu với sơ dừa thôi, vì hai cái giá thể này là nó cực kỳ dễ thoát nước. Đối với cây mai vàng ha, thì quý vị cái giá thể quý vị càng dễ thoát nước thì cây nó sẽ nhanh phát triển và sau này gãy cám nhiều, rồi sau này mình còn chảy đế ra nữa quý vị ơi. Thì em làm theo quy trình là dự phòng sau này chảy đế nha, là sau này em còn chảy đế ra nữa nha quý vị. Quý vị xem thì cũng đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ kênh Bonsai Bé Nghĩa quý vị. Sắp tới em có làm clip nào thì mời cả nhà mình cùng xem nha. Thì sẵn đây hôm nay em cũng tâm sự luôn là có mấy anh em ha, là có chồng mai 4-5 tháng gì đó, nhưng mà bây giờ là muốn do gốc ẩm ướt muốn thay chắc trồng, thì ha mình cũng có thể làm theo cái hướng giống gì. Nếu mà cây trồng chậu thì mình kết hợp giá thể trồng ha, là phải cho thoát nước và khi mình nhổ gốc lên cứ khui gốc xung quanh ha, làm cũng gần giống như clip này nha quý vị ơi. Nhưng mà đặc biệt những cái chi mà ra được 4-5 tấc đó thì mình phải cắt lại ha, chừa có khoảng 2-3 tấc thôi, hoặc chừa 1 tấc cũng được. Có nghĩa là con vô gì là em đang nói với cái hướng là cái cây đã trồng 4-5 tháng nha. Tại hôm trước có mấy anh em là bình luận hỏi em là cái cách là cái cây mới trồng thì 5-6 tháng đó nó ra chi được 5-6 tấc, rồi cái hướng xử lý khi mà cây bị ẩm ướt thì phải làm như thế nào. Thì giá thể đặc biệt mình phải thay hết toàn bộ, rồi sau đó con cái cốt cành lại nha. Nhưng đặc biệt là phải có hai cái chế phẩm bên em nha. Hiện tại trên thị trường thì thuốc nhiều quá em không gành. Hiện tại bên em thì thật sự ha, đó, có thuốc dành cho những cây chậm phát triển và cây xíu và cây tiến trùng rễ, nấm thối rễ nha, là bên em có thuốc hết nha quý vị ơi. Thì quý vị có cần thì cứ liên hệ với em, thì cam kết xài sẽ ok nha quý vị. Rồi quy trình thì bây giờ sẽ khui bầu ra đi con. Thì mình sẽ khui bầu ra nha quý vị ơi, khui bầu đất ra. Rồi em sẽ khử đất và sau đó em sẽ khiêng lên, đặt lên cái cây lên trên. Khi đặt cái cây lên xong thì mình sẽ tiến hành là mình lót một lớp giá thể trồng quý vị ơi, mới đặt cái cây lên nha. Đây, giá thể trồng thì đang chuẩn bị đây. Đây ha. Ở đây thì nói chung em chỉ tại vì cái khu đất quý vị ở đây phèn hơi nhiều ha. Nhưng mà thật sự quý vị trồng đất thì nên kết hợp cho nha, cho chấu thì cực kỳ là dễ thoát nước nha quý vị. Cái này là em khuyên câu chân tình đó. Như người ta suy nghĩ là cho chấu thật sự là nó không có sung, không có tốt. Nhưng mà quý vị kết hợp đi quý vị mới biết được nha. Nó không bao giờ làm lèn đất được. Thì trong tương lai thì nó sẽ không có bị lèn đất thì cây mai nó mới phát triển nha. Rồi khui ra quý vị ơi. Không có dứt này. Bữa nay đi làm bỏ thùng đồ bên chỗ làm của quý vị ơi. Cho nên em lấy bằng cái muỗng em khử luôn nha quý vị ơi. Đây ha. Rồi quy trình mình thử cái bộ đất ra quý vị ơi. Cây này nói chung là hổm gà để cũng gáo bầu rồi ha.
thì cây mai là mình búng về ha quý vị, đừng có trồng liền, quý vị hãy để gáo bầu ha, giống như là cây này đây, gáo bầu tức là để cho nó khô bầu lại một cái, nhưng mà đặc biệt là lá phải lặt hết nha quý vị. Bất cứ khi mà mình đánh nó đụng rễ ha thì mình phải là lặt lá quý vị ha. Thì thay vì nhà mình có cái giúp ha, mình có thể mình lấy mình thử nó dễ hơn. Em ở đây có cái mũ, chơi bằng cái mũ luôn. Hên quá ông anh buộc ông đem cái cây giúp qua ông cho mượn nè quý vị ơi. Đây, có giúp thì mình lấy giúp mình thử nha quý vị. Còn ở con trùng kìa, quá con trùng à. Lâu không ăn cá tai tượng không? Nhà Bảy Nghĩa có cá tai tượng nữa nha quý vị ơi. À, anh em nào ở phương xa lâu lâu về đây tôi trải cá tai tượng cho nhậu ha. Không biết nhậu thì ngồi ăn nha. Đi khâu quần nha. Nhưng mà nói trước là trước khi về nhà em là phải điện trước cho em quý vị ơi, tại em đi làm suốt thằng nha. Giờ tôi không có nhà. Ở này mấy anh em mà kêu làm cây nhiều quá à quý vị ơi, cho nên là em không có thời gian. Nay nói chung là cũng tranh thủ về trồng cái gốc mai này cho xong quý vị ơi. Thì đối với cây tàn ha, quý vị cui có khoảng là 3-40% là mình chừa cái cục nhân lại nha quý vị. Tại vì cây này là cây hiện tại là nó sung chứ không phải là nó suy ha. Còn đối với cây suy yếu thì mình làm theo cái hướng khác nữa nha, là mình có thể là mình tự hấp đất luôn nha quý vị ơi. Còn cây này thì em thử cho khoảng 30-40% xung quanh đế, xung quanh bầu đất nè, tự ra hết nha quý vị. Rồi sau đó là bắt đầu là mình thử luôn cái đáy luôn rồi mới đặt cái cây lên nha. Này trải lớp sơ dừa lên tới miếng gạch. Cây này có vàng gì ơi, đá thì không phải vàng, có rễ mài vàng. Cây này thuộc dạng quái nha quý vị ơi, mài cái gốc nhớt mà nó bự được như vậy thì thật sự rất là công phu nha quý vị, trải qua một quá trình gọi là khá là lâu nha. Theo kinh nghiệm của em là cây này là từ lúc mà cái cốt ghép tới bây giờ là cái cốt ghép này là có khoảng là trên 25 năm nó mới bự được như vậy nha. Còn cái gốc mà từ khi mà lớn lên nữa là chưa biết bao lâu nữa, thì như cái gốc mà nó lớn ha rồi người ta mới ghép vô, sau đó nó trải qua một quá trình thì cái cốt ghép nó bự gì nha quý vị. Em mới chở cây mai chạy ngang ha. Chở cái này không? Kêu người ta ghé lại đây trồng luôn đi chứ đi đâu nữa. Ghé lần lần nó vừa đó. Gì được chưa? Nghe mày đó. Anh biết chỗ đây thuốc phải không? Đi. Anh đi, lấy bịch thuốc nấm luôn nha. Ở ngoài chỗ cư củi còn cái bịch thuốc nấm đó nha anh hai. Anh khui cũng mạnh dạng khui quá vậy. Thì bắt cứ cây mai hay cây kiểu gì ha. Thì mình xử lý cái lần đầu này nè. Mình xử lý cho
chạy đi. Để quý vị ơi, rồi sau khi ha mình đã khui xong, giờ tiến hành là mình khiêng cái cây lên trên cái bồn đó quý vị. Nói không? Rồi, dỡ lên, giữa bồn luôn. Dựng đứng lên á, đừng có để nghiêng. Chích qua đây đi. Cục nhân này mình chừa đây cho giữ độ ẩm cho cây nha quý vị. Ở giữa đó. Kéo lên coi. Ok. Rồi, lấy sơ dừa chiêm vô bên đây nè cho nó cân bằng cái cây lại. Rồi đây chỉnh cái sữa dán cây cho ok, cái bắt đầu tiến hành là mình quay cái bồn lên quý vị. Đây quý vị ơi, thì sau khi mình đã để cái cây cố định ha, tí xíu thì cũng phải lấy cây chổi lại quý vị. Giờ mình tiến hành đó là mình tấn gạch ha, tấn gạch xung quanh rồi sau đó mình lắp chất chồng vô. Sau đó tưới thuốc quý vị. Đây ha, thuốc bên em đây. Quậy luôn đi con ơi. Bỏ thuốc vô quậy, đang tưới vô cái bầu một cái đi, rồi chồng xong tưới một cái nữa. Rồi ok. Nắm kìa. Đây ha. Hiện tại thì bên em là vừa có nấm nè, vừa có dưỡng nè. Đối với những cây mới trồng thì mình nên áp dụng ha quý vị ơi. Rồi quậy lên. Tưới vô gốc cái bầu đó một cái đi. Cây nhìn quá tê nha quý vị. Lắc lượn từ trên xuống dưới luôn ha. Hết luôn gì? Hết luôn đi cũng được. Rồi lấy thùng nó hốt chắc chồng phủ vô luôn đi. Mình trồng kiểu này sau này biết sao không quý vị? Khi mà cây nó thừng bồn trên đó, thừng bồn gạch rồi ha. Bắt đầu là đế nó sẽ nôm xuống và sau đó mình sẽ chải đế, mình kéo theo là cái mấy bồn này từ từ quý vị, hay hoặc là sau này cái bồn này nó có xẹp nhỏ ha, ở ngoài mình be vô thêm và đế đó mình sẽ chải, mình làm đế xuống quý vị. Thì mục đích mình trồng lâu dài thì phải làm đế nha quý vị. Làm đế thì cây của mình nó sẽ đẹp hơn nha. Rồi quý vị ơi, sau khi mình cũng đã vô chất chồng xong xuôi và cũng đã tưới nước xong ha. Nước thuốc thì cũng đã tưới rồi quý vị ơi. Giờ tiến hành là mình chổi ba cái cây lại để phòng ngừa những khi trời gió bão ha. Rồi quý vị ơi, quá trình trồng cây đã xong ha. Giờ thì nếu như nắng quá quý vị thì hàng ngày mình xịt lên tàn ha. Xịt lên tàn cho cây nó mát tàn quý vị ơi. Đặc biệt cái gốc mình đừng tưới nữa nha. Tưới nhiều quá thì sẽ bị ôi rễ nha quý vị. Ôi rễ thì cây sẽ không bao giờ phát triển được nha. Thôi rồi nha. Thì bonsai Bảy Nghĩa em cũng xin kết thúc clip quý vị ơi. Và cũng không quên chúc quý vị có một buổi xem clip vui vẻ. Em xin chào và hẹn gặp quý vị clip sau ạ.